ra mỗi Đức Phật có 12 ánh sáng, đặc biệt là Đức Phật Di Đà, phải không? Quý vị thường gọi Đức Phật A Di Đà, nhưng mà thật ra A Di Đà chỉ là một hiệu thôi. Ngài còn A Di Đà còn có hiệu là vô lượng thọ, vô lượng quang. Còn nếu nói về quang thì Đức Phật có 12 ánh quang, nhớ không? Vô đối quang, nang tư quang. Trong cái phẩm Di Đà mỗi lần tụng xong quý vị hay đọc đó: Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai, Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Tất cả những cái quang đó là biểu tượng của ánh sáng của Đức Phật. Mỗi Đức Phật đều đủ 12 quang. Bây giờ chúng ta trước khi phóng 12 quang, chúng ta phóng 6 quang này trước. hành động từ ái, lời nói từ ái, tâm tư từ ái, những vật dụng chúng ta đồng đều chia sẻ với nhau, không có cất giấu, phải không? Rồi chúng ta hãy đem cái đức hạnh của mình cũng như chánh kiến của mình để hướng dẫn những người hậu học, những người đàn em của mình, để đưa một đạo tràng đi lên cái chỗ cao đẹp, hay là đưa một gia đình của mình đi tới cái chỗ hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ đại chúng nán lại một chút ha, chúng ta có vài câu hỏi cho vui. Nếu mà hết giờ mà chưa hết câu hỏi thì mình để dành ngày mai, tại vì Pháp Hòa còn nợ quý vị buổi sáng mai nữa. Trong bữa chay thường có món chao, nhưng trong chao có rất nhiều vi sinh, vậy mình có mang tội sát sinh khi ăn chao không? Chi tiết quá. Thưa đại chúng, ở trong tất cả các món ăn, trong cái quá trình mà biến chế thì chắc chắn sẽ có tổn hại đến một việc, một vật, một hay là cái việc gì đó, một con nào đó. Ví dụ như mình đặt trường hợp là trong chao. Nhưng mà quý vị biết rằng mình không có ăn chao nhiều được. Ăn chao nhiều có hại cho gan. Cho nên nếu mà ăn thì ăn chút cho vui thôi, chứ không thể ăn nhiều. Và thậm chí mình không nhất thiết phải ăn chao. Có những vị bây giờ ta hiểu rồi, hoặc ta thấy là để bảo vệ sức khỏe là người ta cũng không dám ăn chao. Trừ khi nào chao mình làm, mình không có qua một cái quá trình gọi là gây men nhiều. Thì trong bất cứ thức ăn thế nào cũng phải có. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều đó nó không có tổn hại, gọi là mình có lỗi, nhưng mà trong cái lỗi nó rất nhỏ đối với vi sinh, chứ không phải tự mình cố giết, hay là mình gọi là cố giết hoặc suối bảo người giết. Chẳng qua trong món ăn buộc lòng nó phải có cái chất đó để nó làm ra món ăn thôi. Bây giờ thấy Pháp Hòa nói trong quá trình tạo một cái hương cúng Phật, mình có phạm lỗi không? Cũng có vậy. Ví dụ như là mình tạo, mình xây bột, thì trong quá trình mình làm thế nào cũng có những con vi sinh nó nằm chết ở trong đó. Thì trong quá trình mình làm chao, trong quá trình mình làm các việc, thì thậm chí mình đốn một cái cây để mình tạo một tượng Phật, thì nếu mà nói rằng cuộc sống tương đối thì chúng ta chấp nhận, phải đành. Còn nếu mà nói là tuyệt đối thì có lẽ chúng ta không dám làm gì hết. Giống như vừa rồi có một vị đề nghị Pháp Hòa là thầy không nên đi giảng nữa, tại vì thầy đi giảng như vậy là thầy sẽ đốt rất nhiều xăng của máy bay. Là thầy làm nhiễm ô môi trường. Thì Pháp Hòa hỏi bây giờ nếu quý vị muốn, nếu mà muốn Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa sẵn sàng. Nhưng mà giờ trong cuộc sống này chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái tương đối. Nếu muốn làm việc này thì phải chấp nhận cái kia.
chứ không thể nào có cái sự tuyệt đối được. Mà bây giờ quý vị nghĩ một mình Pháp Hòa mà giảm không đi xăng nó có giúp đâu. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là chúng ta phải thấy là cuộc sống này là cuộc sống tương đối, chứ còn cái sự nếu chúng ta đi tìm cái tuyệt đối thì chúng ta không dám làm gì hết. Tại vì việc gì chúng ta làm đều có cái phạm lỗi với người này hay là vật khác. Thưa Thầy, chúng con thường nghe nói giới định tuệ, xin Thầy hoan hỷ giải thích chúng con hiểu giới là gì. Thưa đại chúng, giới định tuệ Đạo Phật gọi là Tam Vô Lậu Học. Đây là thuộc gì? Lãnh vực danh từ Phật học hay là pháp số, thuộc số 3. Tam là 3, Tam Vô Lậu Học là 3 món học giúp cho mình tiêu mòn phiền não. Chữ lậu là lỗi lầm, là phiền não. Thì trong đó có giới, có định, có tuệ. Các tổ thường giải thích giới nghĩa là những giới luật mà chúng ta cần gìn giữ. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ mình lái xe, mình lái đúng luật thì tâm không có sinh sợ hãi, gọi là định. Vì không có sợ hãi, do chúng ta phạm luật cho nên chúng ta lái rất bình tĩnh và lái rất sáng suốt. Đó, trong khi giữ cái điều luật là lái xe cẩn thận, không vi phạm luật, cho nên tâm định tĩnh và lái sáng suốt. Tâm định tĩnh là định, lái sáng suốt là tuệ. Trong việc làm của chúng ta luôn luôn có giới, có định, có tuệ. Ví dụ khác, mình đi ngang, mình thấy người ta để tiền trên bàn, mình nói chờ, cái này chắc nhờ đi chùa làm phước hơn. Mình có thể mình lấy, mình sắp sửa mình lấy bỏ vô túi là mình vi phạm giới, là ăn cắp nè. Nhưng mà một cái giây phút kế nó nói thôi không được, làm như vậy là phạm ăn cắp. Định nó nói, tuệ nó nói cho mình biết là không nên như vậy, dừng lại, không ăn cắp. Như vậy thì trong cái sắp sửa phạm giới, tuệ có mặt giúp cho mình giữ được cái giới. Cho nên trong giới có định, có tuệ, trong tuệ có định, có giới. Và đôi lúc chúng ta không cần nói mình giữ giới, tâm mình đủ định thì không cần nói vấn đề giới không giới. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là định cộng giới. Định cộng giới là gì? Trong định nó có giới. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ Pháp mình không có cái tâm muốn ăn mặn, tâm mình định trước món, các món ăn mặn. Bây giờ mình có ngồi chung với người ăn mặn mà mình không hề khởi một chút gì thèm muốn trong vấn đề ăn mặn hết, định vô cùng. Nhưng mà không cần phải nói giữ giới. Nhưng mà trong định có giới không? Có. Cái này gọi là định cộng giới. Không cần nói giới, vì tâm anh định thì không vấn đề gì hết. Bây giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Câu chuyện này nghe hoài. Thầy kia đi ngang một con suối, thấy một cô té chân lọt xuống cái suối đó. Thầy sợ cổ chết, thầy ẩm cổ lên, rồi thầy để cổ xuống bình thường. Thầy này phạm giới không? Nếu với cái nhìn bình thường của mình là thầy phạm giới, là thầy va chạm vô thân người nữ. Nhưng mà trong lúc thầy làm hành động đó, nhưng cái tâm của thầy có khởi ý niệm là phạm giới, lợi dụng cơ hội để xúc chạm cô này không? Cái này gọi là định cộng giới. Khi thầy làm, tâm thầy rất định tĩnh, thầy biết rất rõ một người đang sắp sửa chết đuối, mình cần cứu là cứu thôi, không đặt vấn đề nam nữ gì ở trong chuyện này hết. Vì trước mắt thầy là một người chết đuối, một người sắp chết, chứ không phải là nữ nam gì nữa hết. Thì giới là vậy đó. Nếu nói một cách khác, giới là gì? Là đạo đức. Giới là đạo đức. Người nào sống không vi phạm những điều sai quấy là người đó có đạo đức. Mà người có đạo đức thì tâm rất tĩnh lặng,
và trí tuệ rất sáng suốt, không sợ sệt gì cả, cho nên gọi là giới định tuệ. Và thưa đại chúng, thông thường khi chúng ta thắp hương cho Phật, chúng ta thắp 3 cây. 3 cây hương đó là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta thắp 1 cây? Bởi vì trong 1 nó đủ cả 3, cho nên không cần thắp hết đủ 3 cây, 1 cây cũng được. Vì trong cây 1 cây đó, 1 cây hương giới có hương định, hương tuệ trong đó. Pháp Hòa nói á, hôm nào mình đi freeway á, mà lỡ mình lái vô một cái con đường mà no enter, hồi hộp không? Sợ hãi vô cùng. Phạm rồi, vi phạm vào cái lãnh vực, lãnh phạm vi ta không cho rồi, là tâm bắt đầu mất bình tĩnh. Mà người mất bình tĩnh là lái quờ quạng vô cùng, sang len rồi tót mồ hôi trong xe rồi, mà sang len ẩu nữa, rồi bị mấy xe làm sao nó bóp còi, nó làm rung beng lên hết, càng mất cái sự bình tĩnh hơn nữa. Cho nên chỉ cần một vi phạm một cái điều gì đó thôi là tâm tư mất bình tĩnh và không còn đủ sự nhận định sáng suốt xung quanh. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy để đại chúng thấy giới định tuệ, mà giới là đạo đức. Thưa Thầy, kính xin Thầy giải đáp dùm con câu hỏi này. Nhiều người thời còn trẻ đã gây nhiều tội ác, hại nhiều người khác và nhiều gia đình. Đến khi già mới bắt đầu sám hối tu tỉnh để mong giảm nghiệp cho bản thân. Nhưng những đau khổ của những nạn nhân trước đây vẫn còn đó, không giảm. Thì nghiệp của người gây ra có được giảm hay không? Thưa giảm, nhưng mà giảm cái nghiệp của tương lai, còn cái nghiệp đã tạo thì không giảm. Họ vẫn trả, nhưng mà cái tâm trạng trả nghiệp của họ không khổ giống như là tâm trạng của những người không hiểu luật lệ. Người hiểu nhân quả trả nghiệp khác, người không hiểu nhân quả trả nghiệp khác. Người hiểu nhân quả trả mà rất bình an, vì biết rằng đây là nghiệp của mình đã gây, thì đây là đến lúc phải trả. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa không có tiền, Pháp Hòa mượn cái bát đó 100 ngàn. Sau một thời gian quịch vô chùa Quan Thiện tu rồi, bà vẫn kiếm ra. Mặc dù cải trang, cải trang bằng cách là cạo đầu, mặc áo rồi đi nghiêm túc, không còn liếc như ngày xưa nữa. Nhưng bà vẫn nhận ra. Bây giờ bà bắt trả. Thì bây giờ mình tâm niệm là thôi đúng rồi, thật sự bà này đòi là đúng, là vì mình có thật mang nợ của bà. Thì bây giờ ráng mà trả 100 ngàn này. Mà có ai hỏi muốn mượn nữa không? Dạ không, tại vì tôi mượn nữa rồi tôi làm sao tôi trả. Thôi để tôi ráng tôi tìm tiền tôi trả từ từ cho bác này. Nghiệp quá khứ thì phải trả, nhưng không dám tạo nghiệp ở tương lai. Cho nên nếu nói là giảm cái tương lai, chứ không phải là giảm những cái mình đã làm. Còn nếu mà nói giảm có những cái đã làm là giảm cái gì? Giảm cái tâm niệm khổ đau. Vì trước kia không hiểu là trách dữ lắm. Thậm chí nó trời ơi trời, tôi tu mà Phật cũng phù hộ. Tôi vô chùa tôi làm công quả, tôi mong chùa tội rồi mà vẫn dắt bả vô đây đòi nợ tôi. Thiếu gì chùa ở đây không dẫn bả vô, dẫn bả vô đây chi? Nếu mình không hiểu cái đó mình trách. Cũng như Pháp Hòa nói á, cái người kia hỏi rằng người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì vị hòa thượng mới nói rằng bất muội nhân quả. Nghĩa là người tu hành vẫn rơi vào nhân quả, nhưng giữa cái trả của người không hiểu biết và cái người có trí tuệ hiểu biết, hai tâm niệm nó khác nhau. Vì tâm niệm của người hiểu là biết tôi có vay thì đây là đến giờ trả, nhưng mà tôi không dám tạo nữa. Và bây giờ cái người mà phục thiện không muốn tạo nữa bằng hình thức nào? Một thời kinh sám hối. Vì trong khi ảnh tụng sám hối là ảnh không đủ khả năng tạo những lời sám hối, thì
Các vị tổ đã soạn sẵn cái lời đó cho anh gia tâm anh vô đó. Và anh sẽ thấy rằng trời ơi, trên đời này có những người đã cảm nhận được cái lỗi ăn năn của mình mới viết ra được những điều này. Và tâm tư mình duyên theo cái lời đó, để một giây phút mình khởi tâm ăn năn, sám hối, trừ những cái tương lai, nhưng mà chấp nhận những cái hiện tại trả của cái quá khứ. Đừng có hiểu lầm là sám hối như vậy rồi. Cho nên quý vị nhớ nè, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Một cái tâm đó thôi. Hồi xưa tâm đó là tâm tạo tội, bây giờ lấy cái tâm đó mà sám hối là tạo từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tại sao là tâm tịnh tội tiêu? Hồi đó đó tôi có cái bệnh, ai để hở là tôi hốt, ai để kỹ là tôi rinh. Để hở là tôi rinh, mà để kỹ là tôi rình. Bây giờ tôi không còn có đồ ai để đâu, để đó y bon. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tâm tịnh rồi không còn muốn ăn cắp nữa, thì hàng hóa anh để đó có quý cỡ nào, có cỡ nào, tâm tôi không còn mong mỏi một chút nào muốn ăn cắp nữa. Có phải không? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thái điều không. Bây giờ cái món vật đó không hề có ý mang tội cho anh, vì tâm anh có tham, cho nên anh mới lấy nó. Còn nếu tâm nó là một vật rất sáng, rất đẹp, nhưng tâm mình tịnh, cho nên vật và người tâm, cả hai đều, nó không hề kêu gọi ai, nó không hề nó nói tôi nè lấy đi, tại mình muốn, phải không? Cho nên hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Người say rượu chứ rượu đâu làm say người. Người mê hoa chứ mê hoa đâu có mê ai. Cho nên tâm mình tỉnh rồi thì mọi vật này bình thường tỉnh hết. Cho nên cô kia cổ mới nói hỏi thầy đó, thầy ơi học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao thầy chán? Thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu tâm thầy chưa tịnh là thầy đáp, thầy nói đừng hối để anh đi. Phone em số mấy để anh ghi. Nhà em anh biết Google tới. Mở cửa anh vào đừng ngại chi. Nếu mà tâm mình chưa tịnh. Nhưng mà bây giờ tâm mình tịnh rồi, cho nên cô này có gửi thơ tới. Tâm tịnh rồi nè, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu nè. Thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Quý vị hiểu được chỗ tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Thế mới thật là chân sám hối. Các sự thật sám hối hay không, không phải ở hình thức, mà tâm anh tịnh rồi thì bao nhiêu cái lăng xăng bên ngoài anh không có bóng, anh không có gì nữa. Cái chỗ này nhà thiền gọi là gì? Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Không cần nói thiền gì hết, mà cảnh gì tâm tôi bình thường. Cho nên hồi xưa ông Tô Đông Pha, ông nghe người ta nói khói ở núi Lô, sông ở sông Triết, mà mình chưa, đời người ai chưa tới đó thì sẽ rất là ân hận, chết không đành.
ông cũng một lần đi tới đó. Khi đi tới đó rồi, ông phát hiện ra một điều, ông mới làm bài thơ: mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết giang, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng là mù tỏa ở núi Lô, cũng là sống ở sông Triết, có gì đâu. Lô sơn yên tỏa triết giang triều, vĩ đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Phát hiện ra chân lý là gì? Thì cũng là lô sơn yên tỏa triết giang triều. Cho nên khi mình tâm chưa tịnh, cái gì mình cũng sanh khởi. Nhưng tâm mình tịnh rồi thì cảnh vật bình thường. Đó, bây giờ muốn biết tâm mình tịnh chưa nha. Hôm nào mình ăn chay, con mình nó đem vịt quay về ngon quá, nó không biết, nói má không má, không con, bữa nay rằm má ăn chay. Vô phòng rồi không biết nghĩ sao, đi ra bếp lấy cái chén, lấy một miếng để dành mai má ăn con. Nhiều đó thôi là biết là mình coi như là đối cảnh vô tâm chưa ha. Nhiều đó thôi là biết khỏi là tâm được tịnh rồi chưa. Nếu tâm mình định thì cái gì ở trước mặt mình không phải của mình thì chẳng cần phải quan tâm. Chữ quan tâm đây không phải là bỏ mặc, mà không khởi tâm lấy để. Quý vị hiểu điều chỗ đó không? Vậy giải giải có giải đáp được một câu hỏi này không? Giảm nghiệp là vậy. Giảm nghiệp là mình giảm cái nghiệp của tương lai, giảm cái tâm niệm khổ đau, nhưng mà cái gì mình trả vẫn phải đúng như vậy. Con muốn hỏi, nếu mình muốn cầu nguyện cho vong linh người ngoại quốc nhưng mình đọc kinh tiếng Việt và cầu nguyện bằng tiếng Việt thì có đến tới vong linh ấy không? Muốn biết tối nay hỏi một vong linh Mỹ. Tại vì nếu mà quý vị hỏi vong này bằng tiếng Việt, vong này vẫn trả lời em hiểu. Nói đùa với đại chúng thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, người chết á, cho dù họ bất cứ là nước nào, họ vẫn hiểu hết những gì mình nói. Bởi vì sao? Bởi vì mình không nói bằng cái ngôn ngữ của mình, mà mình khởi tâm. Họ nhận được cái message của mình là từ cái tâm thức, chứ không phải bằng mình nói ra lời nữa đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, một cái đứa nhỏ hay một cái người lớn đó, mình gặp họ, mình nói ra tiếng tôi thương em, tôi thương cháu, tôi thương chị gì đó, mình nói ra lời. Có thể họ không hiểu mình nói gì, nhưng mình lấy một cái bông hay một ly nước đưa người đó, lấy bàn tay ôm ấp vuốt ve họ, họ biết mình đang thương họ không? Mình ngồi vậy nè, khỏe không con? Bác thương con lắm. Nó không hiểu mình nói gì bởi lời nói không có hành động. Nhưng mà cái tâm thức của mình thương á, mình có cái khuynh hướng là muốn đi tới cái action, cái hành động là ôm ấp vuốt ve, không cần nói, nó cảm được mình đang thương nó. Cũng như vậy, một người mất á, họ contact với mình bằng tâm thức chứ không phải là cái ngôn mình, từ mình nói ra. Tại vì theo cái tâm lý chúng ta, khấn thì chúng ta phải khấn ra lời, chứ thật sự không cần. Cầm cái hương mà tâm mình khởi, họ nhận đó bằng tâm thức đó. Chứ không phải là mình nói ra tiếng đâu. Cho nên quý vị tụng kinh gì cũng không sao hết á. Tại vì khi mình tụng là
Cái lời, tất cả những lời tụng kinh của mình xuất phát từ một nguồn gốc thôi, đó là lòng từ bi đối với người âm. Còn mình mượn tuyển bằng kinh gì, Di Đà, Địa Tạng gì đó là mình mượn phương tiện để mình chuyển tải cái tâm mình. Còn chính yếu là tâm của mình đã gửi đến họ bằng tâm gì? Không thương đâu có cầu nguyện, không thương đâu có cầu họ siêu thoát, không thương đâu có tụng cho họ siêu. Chỉ cần khởi tâm muốn họ siêu là đủ tình thương rồi, cho nên họ cảm nhận được. Quý vị yên tâm. Mà xưa nay mình nói với người Mỹ, chưa người Mỹ nào chòi lên nói tôi không hiểu là ok rồi. Bạch thầy, người thân mất đã vài năm, dỗ cầu siêu có giúp người mất không? Dỗ cầu siêu giúp cho người mất không thì em không biết, nhưng mà giúp cho người sống được một bữa. Pháp Hòa đã giải thích cái điều này rất nhiều lần. Mình cúng dỗ cho ông bà tổ tiên chỉ là một hình, một cái văn hóa, một cái truyền thống để con cái trở về với cội nguồn, không quên nguồn cội. Chữ cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Mà bây giờ muốn cung cấp dưỡng nuôi đạo đức truyền thống văn hóa thì phải mượn hình ảnh như cơm, nước, chè, bánh để nó chuyển tải, nó mang đi cái tâm tư của mình. Đức Phật không hề biết xôi vò là gì. Phật không biết xôi lá cẩm. Phật không biết bánh ít trần. Mình vẫn mang cúng Phật đều đều. Như vậy thì mình ăn cái gì, mình cúng cái nấy. Mình ăn cái gì mình cúng cái nấy, vì cái đó là biểu tượng của tâm tư mình hướng về nguồn cội. Không có cái ngày cúng này, không có quy tụ. Mà cái mục đích là con cháu quy tụ để trở về cội nguồn gốc rễ, để không quên mất ông bà tổ tiên. Cái đó là chính. Còn mình cúng cái gì thì cái đó là phương tiện, hình thức. Còn muốn độ luôn cho cả âm dương thì có thể, nếu gia đình là hiểu đạo thì mình tổ chức bằng cách là tụng một thời kinh. Tụng một thời kinh, mượn cái bữa cúng đó để con cái mọi người tập hợp tụng thời kinh, thì ít nhất con cái cũng được cái giây phút trở về với gia đình, lắng lòng và cùng một thời kinh cầu nguyện ngắn thôi, đừng làm dài. Mình tụng một thời kinh dài lê thê, lần sau nó nói má cúng xong đi con về con thắp nhang. Nhiều khi nó lợi sắp xong rồi cuốc ba cuốc cái dọn xuống ăn là nó khoái nhất. Cho nên thưa đại chúng, điều này Pháp Hòa đã giải thích rất nhiều lần. Đại chúng chịu khó nghe những cái buổi giải đáp phân vấn đáp khác thì sẽ hiểu biết thêm được cái điều này. Con nghe nói tu thiền là tự lực, còn tu tịnh độ là tha lực, xin thầy cho biết ý kiến. Dạ không đúng. Cái này đúng nhưng mà đúng phần thôi. Tất cả chúng ta sống ở đời này, dù mặt vật chất đời sống bình thường hay trong lãnh vực cuộc sống tâm linh, chúng ta cần đều cần cả hai mặt, tự lực và tha lực. Tự lực là tự mình phải nỗ lực, tha lực là người khác hỗ trợ cho mình. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình muốn ngồi thiền là khả năng ngồi thiền bao lâu và sự định tĩnh của mình, đó là tự lực. Nhưng mà cái người mà người ta cứ ngồi xung quanh, người ta làm ồn, hay là những con muỗi nó cứ bu quanh mình, nó chích mình hoài, thì làm sao mình tu nổi? Cho nên buộc lòng đi tìm cái chỗ nào yên tĩnh, hay những ai đó giúp cho mình để có cái phương tiện ngồi tu mà không bị quấy rầy. Cái gối mình ngồi để cho đừng đau lưng, nó cũng là tha lực đó chứ. Thí dụ như bây giờ á, mình ngồi tu niệm Phật. Mình tu niệm Phật là tự lực, mình tự mình niệm.
Nhưng mà cái sâu chuỗi là tha lực, hay là Phật gia hộ mình là tha lực. Cho nên trong đời sống này, tất cả chúng ta đều cần sự tự nỗ lực và sự giúp đỡ của người khác đối với mình. Chứ không phải tu thiền là tự lực mà tu tịnh là tha lực. Không phải. Đúng, mình tu phải, nhưng mà mình nói như vậy là thiền cũng phải cần tự lực và tha lực, tịnh cũng phải cần tự lực và tha lực. Pháp Hòa cũng nói cái vụ này rồi nha, Pháp Hòa đã trả lời cái này rồi, nhưng mà ở đây hôm nay Pháp Hòa nhắc thêm. Nhân cái câu hỏi này để đại chúng để ý, chúng ta cần nhị lực trên phương diện tu hành, đó là tự lực và tha lực. Ví dụ như giờ mình ăn chay mà không có ai trợ duyên cho mình thì sự ăn chay của mình nó không trọn vẹn. Mình muốn đi chùa tu tập mà không ai trợ duyên, cho nên tất cả đều cần cái sự trợ duyên với nhau. Mà trợ duyên là tha lực, mà tự mình phải dũng mãnh trên đường tu tập gọi là tự lực. Thôi thì có lẽ chiều nay mình dừng ở đây, rồi ngày mai Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị vào buổi sáng lúc 8 giờ rưỡi sáng theo chương trình của chùa đã quy định. Thì chúng ta ngồi lâu nữa thì đại chúng sẽ lạnh, thì Pháp Hòa xin phép được dừng ở đây để đại chúng được nghỉ ngơi. Và trước khi dứt lời, xin đại chúng cùng ngồi tĩnh tâm để chúng ta chắp tay hồi hướng, và đồng thời chúng ta cũng một lần nữa tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ là Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường Trụ ở đây, cũng như quý Phật tử trong ban điều hành của chùa đã giúp cho chúng ta có được một buổi chiều sinh hoạt Phật Pháp thật là đầm ấm hạnh phúc. Và cũng xin cảm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa từ các nơi trở về đây. Đồng thời là thời tiết có thể đối với quý vị là lạnh, nhưng quý vị vẫn chịu khó ngồi đây để cùng Pháp Hòa ôn tụng lại những lời Phật dạy. Trong khi chia sẻ có điều gì sơ sót, kính mong Chư Tôn Đức và đại chúng hoan hỷ cho. Chúc nguyện đại chúng có buổi tối an lành. Và ngày mai và chúng ta xin hẹn gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.